Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tham tán Vũ Xuân Việt, trưởng phòng lãnh sự, phó ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, mới đây cho biết Đại sứ quán duy trì liên hệ điện thoại hàng ngày với hội người Việt Nam tại tỉnh Cớt, giáp biên giới Ukraine, để theo dõi tình hình và hướng dẫn bà con phản ứng nếu xảy ra tình huống khẩn cấp. Tuyên bố được ông Việt đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine mở chiến dịch xâm nhập, tấn công ba tỉnh biên giới của Nga, trong đó có cớt. Giao tranh đã nổ ra ở một số khu vực, có nơi cách biên giới khoảng 25 đến 30 km. Ông Việt cho biết, đại sứ quán sẵn sàng phương án sơ tán bà con đến các vùng an toàn ở các tỉnh lân cận nằm sâu trong lãnh thổ Nga khi cần thiết. Ông Nguyễn Quang Đạo, Phó Chủ tịch Hội Người Việt tại tỉnh Cớt, Liên bang Nga cho biết, Tính đến chiều ngày 13 tháng 8, tình hình người Việt Nam sinh sống ở Cớt vẫn bình an trong bối cảnh chiến sự vẫn diễn ra ở ngoài mặt trận. Chia sẻ về cảm giác khi biết tin quân Ukraine tấn công vào Cớt, ông Nguyễn Quang Đạo cho biết, buổi sáng ngày 6 tháng 8, khi chúng tôi thức giấc và nghe thấy thông tin quân Ukraine tấn công vào biên giới Cớt thì chúng tôi có hoang mang. Hôm đó, máy bay bay qua trung tâm thành phố rất nhiều. Sau khi được biết các thông tin từ chính quyền, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn tình hình được kiểm soát hơn và thấy không có gì đáng ngại lắm, bởi vì chúng tôi tin tưởng vào chính quyền và tin tưởng vào quân đội Nga. Đến thời điểm này, mọi người vẫn đang ổn định, nhưng trong tâm lý của mọi người, ai cũng có một kế hoạch riêng cho mình, nếu như trong trường hợp chính quyền kêu gọi sơ tán thì lúc đó phải đi sơ tán rồi. Cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cũng gọi điện hỏi han tin tức của bà con thường xuyên. Do đó, hội người Việt ở Cớt cũng thông báo tin tức tình hình mới lên cho đại sứ quán biết. Và đến thời điểm này, người Việt ở đây vẫn đang yên ổn, không một ai bị sao cả. Nói chung, chúng tôi cũng quen rồi. Vì cuộc chiến này từ tháng 2 năm 2022 mà đến giờ là hơn 2 năm rồi. Bên trong thành phố đôi khi cũng có những cuộc báo động phòng không, báo động của máy bay không người lái, có tên lửa, nhưng bên trong thành phố vẫn yên ổn. Có một hai lần có mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống đường cũng không gây tai nạn gì. Duy nhất cách đây 3 hôm, vào buổi tối có một mảnh tên lửa rơi xuống sát một tòa nhà 9 tầng, bị cháy mấy ô tô và có khoảng 20 người bị thương, không có người thiệt mạng. Tình hình ở ngoài mặt trận chúng tôi cũng cập nhật qua các thông tin truyền thông, còn người Việt đến thời điểm này vẫn bình an. Đại sứ quán hôm nay cũng gửi công văn xuống cho Ủy ban tỉnh Cớt, đề nghị hỗ trợ công dân Việt Nam trong trường hợp phải sơ tán khẩn cấp. Nhưng tôi nghĩ rằng chuyện đó cũng không xảy ra đâu, bởi vì thông qua các thông tin báo chí và chính quyền địa phương cung cấp, được biết quân đội Nga đang lập một tuyến phòng thủ ngăn chặn quân Ukraine. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng thành phố bị bắn phá bằng tên lửa lúc đó buộc phải đi sơ tán thì chúng tôi sẽ sơ tán theo lệnh của chính quyền ông đạo cho biết thêm tính đến hôm nay giá xăng dầu lương thực không có gì ảnh hưởng cả vào các cửa hàng siêu thị vẫn ngập tràn lương thực thực phẩm vẫn có đầy đủ như thường không có biểu hiện gì là hỗn loạn cả giá lương thực thực phẩm vẫn giữ nguyên không tăng người dân không kêu ca họ vẫn đi bộ trên đường ô tô vẫn chạy đầy đường tôi thấy người dân họ đặt niềm tin vào chính quyền Ông Đạo cho biết người Việt Nam ở tỉnh Cớt có khoảng 140 người. Trong số này có 100 người đang làm việc tại hai công ty may mặc là Hoa Sen và Hà Nội ở thành phố Zelenogo, cách biên giới hơn 100 km. 40 người còn lại, gồm 25 người, đang làm việc tại một xưởng may. Số còn lại bán hàng ở chợ trung tâm thành phố Cớt, cách biên giới hơn 150 km. Theo ông Đạo, tình hình của người Việt trong thành phố vẫn ổn định, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, khi nào có báo động thì ở trong nhà, trong trường hợp tình hình trở nên căng thẳng hơn thì bà con mới nghĩ đến việc sơ tán. Hội người Việt cũng yêu cầu bà con hết giờ làm thì về thẳng nhà, không ra ngoài đường, không tụ tập. Theo chị Hoàng Thị Mai Hương, 30 tuổi, đang kinh doanh ở chợ Bokrovsky hay còn gọi là chợ Việt Nam của thành phố Cớt, mấy hôm nay người dân thành phố hầu như không ra chợ mua hàng. Thành phố cũng bị tàn phá do thiết bị bay không người lái và tên lửa tấn công. Gia đình chị đang xem xét và chuẩn bị tinh thần để có thể sơ tán đến thành phố khác nếu tình hình trầm trọng hơn. Người dân các tỉnh ven biển của Nhật Bản đang gấp rút chuẩn bị ứng phó với nguy cơ thiên tai sau khi cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ xảy ra siêu động đất trong khoảng một tuần tới. Theo sau, trận động đất có độ lớn 7,1 độ Richter ở Miyazaki làm rung chuyển khu vực Tây Nam nước này hôm chiều mùng 8 tháng 8. Nếu siêu động đất xảy ra, các đợt rung chấn mạnh kèm theo sóng thần cao có thể tàn phá một khu vực rộng lớn từ vùng Kanto ở phía Tây, bao gồm Tokyo, đến vùng Kyushu và Okinawa ở phía Nam. Kịch bản xấu nhất dự đoán có hơn 300.000 người chết. Đối với nhiều người ở Nhật Bản, suy nghĩ của họ hướng về trận động đất lớn. Đó là trận động đất xảy ra có mức độ lớn chưa từng thấy trong thế kỷ đã từng được cảnh báo. Sau cảnh báo trên, người dân kéo nhau đi mua đồ tích trữ, các địa điểm tránh trú cũng được thiết lập. Trong khi giới chức địa phương khẩn trương kiểm tra, sửa chữa các đường ống cung cấp nước bị hư hại. Theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, thông tin từ các hội đoàn trong khu vực, thông báo của chính quyền các địa phương khu vực tâm chấn, Đến thời điểm hiện tại, cộng đồng người Việt Nam trong khu vực vẫn an toàn. Tuy vậy, để tăng cường khả năng ứng phó với thảm họa, nhiều người Việt đang sinh sống tại Nhật Bản cũng đã gấp rút chuẩn bị các biện pháp đảm bảo an toàn trước nguy cơ xảy ra siêu động đất. Tuy nhiên, giới chức Nhật Bản cũng thông báo người dân không nên quá lo lắng bình tĩnh ứng phó với những trường hợp xấu xảy ra. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản đã chia sẻ một hướng dẫn trên trang mạng xã hội kêu gọi người dân không nên tích trữ thực phẩm. Hướng dẫn này khuyến nghị người dân chỉ mua nhiều hơn bình thường một chút mỗi ngày, sử dụng hết thực phẩm đã mua rồi mới bổ sung để dự trữ. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo trong một tuần tới sẽ xảy ra hàng loạt dư chấn sau trận động đất có độ lớn 7,1 độ Richter chiều ngày 8 tháng 8. Chính phủ Nhật Bản kêu gọi người dân ở các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra động đất Cần kiểm tra lại các biện pháp chuẩn bị hàng ngày để ứng phó như cố định đồ đạc trong nhà, xác nhận địa điểm và cách thức sơ tán khẩn cấp, đặc biệt là các phương án sơ tán đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ, người khuyết tật. Trận động đất mạnh xảy ra vừa qua ở Nhật Bản khiến nước này lần đầu tiên phải ra cảnh báo về siêu động đất dãy nan cai là đứt gãy dưới Thái Bình Dương. Sau trận động đất, Nhật Bản tiếp tục hứng bão Maria đổ bộ. Bão Maria đã trút xuống các vùng ven biển ở tỉnh Iwate, lượng mưa hơn 480mm. Đây là lượng mưa nhiều nhất từng được ghi nhận ở khu vực này. Cho đến hiện tại, bão Maria đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi ra biển Nhật Bản. Nhưng cơ quan khí tượng nước này vẫn cảnh báo vẫn có mưa to, ngập lụt và nước sông dâng cao. Các con sông ở một số nơi thuộc tỉnh Iwate đã có mức nước vượt cả mức nguy hiểm. Bão Maria đã gây ra ít nhất một vụ sạt lở đất, san phẳng một tòa nhà ở Iwate. Trong khi đó, ở vùng biển gần Nhật Bản có ba hệ thống khác đang hoạt động, trong đó có hai cơn bão và một áp thấp nhiệt đới sắp thành bão. Hình thành đầu tiên là bão Sơn Tinh đang ở phía đông Nhật Bản, sức gió 65 km/h. Sơn Tinh có thể chỉ đi gần Nhật Bản chứ không đổ bộ, nhưng chưa biết có thể có ảnh hưởng đến các vùng ven biển của Nhật Bản hay không. Sau bão Sơn Tinh, một cơn bão khác đã được hình thành là bão Ampin. Trước đó vào lúc 3 giờ sáng ngày 13 tháng 8, bão Ampin cách Bắc Luzon 1570 km về phía đông đông bắc với sức gió duy trì tối đa 65 km/h ở gần tâm bão giật tới 80 km/h. Cơn bão di chuyển chậm về phía đông bắc. Trung tâm cảnh báo bão liên hợp JTWC của Không quân và Hải quân Mỹ cho biết, Ampin là cơn bão số 7 của Nhật Bản. Sáng 13 tháng 8, bão Ampin cách Yokosuka, Nhật Bản 1.224 km về phía nam và đang di chuyển về phía đông bắc với tốc độ 19 km/h trong 6 giờ qua. Dự báo trong 2 ngày tới Bão Ampin có thể đạt cường độ gió 140 km/h khi di chuyển về phía bắc đảo Ioto của nước này. Sau đó, bão có khả năng mạnh lên do tương tác với một vùng áp thấp tầng trên và nhiệt độ mặt biển tăng. Chuyên gia thời tiết nhận định, bão Ampin có thể đạt sức gió lên tới 185 km/h trong vòng 3 ngày và có khả năng tiến gần hoặc quét qua đảo Honshu của Nhật Bản. Bão sẽ tiếp tục phát triển và di chuyển theo hướng bắc, tiếp cận quần đảo Ogasawara vào tối 14 tháng 8 và có thể tiếp cận vùng Kanto, bao gồm cả Tokyo, sau ngày 15 tháng 8. Bên cạnh đó, còn có một áp thấp nhiệt đới đã hình thành, ký hiệu 09W, đang ở phía đông nam Nhật Bản, dự báo ngày 14 tháng 8 sẽ thành bão. Nếu vậy, sẽ được gọi là bão U-Kong. Cơn bão này được dự báo sẽ đi gần Nhật Bản, dù không đổ bộ, nhưng chưa biết sẽ tương tác thế nào với các cơn bão khác. Việc nhiều bão và áp thấp nhiệt đới cùng chen chân ở một khu vực như thế này không thường xuyên xảy ra. Hiện tượng này được cho là do vòng hải lưu hệ thống dòng chảy xoay vòng lớn của các dòng biển rất rộng, tạo ra các giải gió xoáy và có môi trường thuận lợi cho sự phát triển của bão. Trước tình hình thời tiết phức tạp này, du khách có kế hoạch du lịch tại các đảo của Nhật Bản cần lưu ý thường xuyên theo dõi các bản tin thời tiết và cảnh báo bão từ các cơ quan chức năng địa phương. Nếu đang có kế hoạch du lịch đến Nhật Bản hoặc các khu vực lân cận trong thời gian tới, du khách cân nhắc điều chỉnh lịch trình để tránh các vùng có khả năng bị ảnh hưởng bởi bão. Đối với du khách đang ở Nhật Bản, Tuân thủ nghiêm chỉnh các hướng dẫn sơ tán và an toàn từ chính quyền địa phương. Chuẩn bị các vật dụng cần thiết như đèn pin, pin dự phòng, nước uống và thực phẩm khô trong trường hợp khẩn cấp. Tránh ra ngoài khi có gió mạnh và mưa lớn, không đến gần bãi biển hoặc các khu vực ven biển trong thời điểm bão đổ bộ. Giữ liên lạc với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của nước mình để được hỗ trợ khi cần thiết. Lưu ý rằng các phương tiện giao thông công cộng có thể bị gián đoạn do ảnh hưởng của bão. Hãy luôn ưu tiên sự an toàn của bản thân và tuân thủ các khuyến cáo từ cơ quan chức năng trong thời điểm xảy ra bão này. Chương trình của chúng tôi tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.